Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1226 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Hải và một bạn thính giả không đề tên đã đồ ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng cảm ơn hai bạn rất nhiều và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1226 của bộ truyện này võ luyện điên phong chương 5683 lúc này dương khai đã lợi dụng không linh châu cấp tốc quay trở về bích lạc chiến khu trong lòng tràn đầy ai nấy hắn có thể hiểu được tâm tình của âu dương liệt nhưng việc này là do Mễ Kinh Luân an bài, hắn không có tiền nhúng tay. Huống chi từ bản tâm, hắn cũng hy vọng lão tướng như Âu Dung Liệt có thể triệt hạ chiến trường. Hiện nay số lượng bát phẩm nhân tộc đã không ít, rất nhiều nhân tài mới nổi hoạt động khắp các chiến trường, đã không phải lúc để cho những lão tướng khắp người đầy vết thương phải chịu gian khổ. Bọn hậu bối đã có năng lực tiếp nhận trách nhiệm trên vai các tiền bối thời kỳ nhân tộc không có người kế tục cũng đã vừa qua. Ngược lại là chính như Mễ Kinh Luân lo lắng, dưới mắt khốn nhiễu nhân tộc phát triển là vấn đề vật tư. Đại lượng cao phẩm khai thiên cảnh sinh ra đời mang ý nghĩa, nhu cầu đối với vật tư càng lớn hơn. Đưa một ít nhân thủ đến mặt chi chiến trường khai thác vật tư là một cách hay, nhưng dù sao cũng phải cần thời gian. Dương Khai dự tính kiếm từ chỗ khác. Thứ này mặt tộc không thiếu Dương Khai hiểu rất rõ Lần trước hắn đánh cướp Lượng vật tư khổng lồ như vậy Mặt tộc mày cũng không nhăn nhíu một cái Mặt tộc nếu không thiếu Vậy đoạt thêm chút Dương Khai quyết định Làm thử kẻ đi săn Kỳ thật từ khi nghe nói Nhân tộc có tồn tại đặc thù như thế Hắn đã rất mong chờ Nếu hắn chỉ là lục thất phẩm khai thiên Chắc chắn không cần cố kỳ gì Chỉ tiết hắn hôm nay đã không phải là tiểu nhân vật thực lực cường đại địa vị tăng lên đại biểu cho một lời một hành động của hắn đều có ảnh hưởng cũng không thể thật sự đi làm nếu không vô cùng có khả năng dẫn phát hậu quả khó có thể dự đoán nhưng ở mặt chi chiến trường này hắn không cần cố kỵ điều gì năm đó hai tộc ký kết hiệp nghị nghị hòa chỉ giới hạn tại ba ngàn thế giới không bao gồm mặt chi chiến trường kể đi săn là việc cần kỹ thuật, cần hào hảo, hảo trụ tính. Bây giờ tự do tự tại vô cùng, không có việc gì phải làm, không cần tu hành, không cần tòa trấn yếu địa nào. Vừa đúng lúc làm chút việc cho nhân tộc. Mấy tháng sau, trong đại điện bất hồi quan, hài cốt vương tọa. Vương chủ ngồi ngay ngắn, Manaya ngồi bên dưới. Ngay bên trái vương chủ, hai bên đại điện các vực chủ đứng chầu từng đôi mắt hội tụ về vương chủ. Các vực chủ, ngay cả Manaja cũng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì, dung Khai, dù mặt tộc có thêm một vị ngụy vương chủ, cũng không dám có nửa điểm phớt lờ. Manaja càng không có khả năng tùy ý rời khỏi bất hội quan, tránh bị dung Khai tìm được cơ hội phá hư mặt sao. Những năm gần đây, vương chủ đại nhân rất ít khi lộ diện. Ngẫu nhiên lộ diện một lần sẽ là sắc mặt âm trầm, rõ ràng là bị Dung Khai nháo sự làm cho buồn nôn. Mà có tướng tài đắc lực như Manaya, vương chủ đại nhân càng là thành trưởng quầy vung tay, toàn bộ công việc lớn nhỏ đều giao hết cho Manaya xử lý. Bất quá hôm nay, vương chủ đại nhân trông như rất là vui, không biết việc vui gì. Chẳng lẽ chiến trường nào đó mặc tộc có tiến triển hay sao? Lại liên tưởng, vừa rồi vương chủ đại nhân truyền lệnh ngự khí bảo bọn hắn tới đây nghị sự. Một đám cường giả mặt tộc đều âm thầm chờ mong. Phía trên, vương chủ không lên tiếng, các vực chủ không dám tùy ý mở miệng. Chỉ có manaja phỏng đoán tâm tư của vương chủ mỉm cười hỏi. Vương chủ đại nhân, hôm nay triệu tập chúng thuộc hạ là có chuyện gì vui sao? Vương chủ cười ha ha, thỏa mãn nhìn thoáng qua manaja, Cường giả dư trướng tuy là nhiều nhưng cũng chỉ có Manaya có tâm tư nhanh nhẹn, biết nhìn mặt mà nói chuyện. Đây cũng là nguyên nhân hắn ngụy quyền. Mặt tộc bên này không thể tồn tại khả năng đoạt quyền. Thân phận Manaya, ngụy vương chủ, nhất định không có khả năng vượt qua vương chủ chính thức như hắn. Vương chủ hướng Manaya gật đầu khen ngợi, lúc này mới mở miệng tuyên bố thiên đại tin vui. Sợ thiên đại cấm, đã có tin tức một lời ra toàn bộ vượt chủ, kinh. Các vượt chủ trừng trừng to mắt, mặt đầy kích động hưng phấn, Manaya cũng đứng phát dậy, không dám tin nói. Đại nhân, đại cấm đã phá vỡ rồi sao? Sau trận chiến năm xưa, sơ thiên đại cấm một lần nữa phong bế, mặt lâm vào ngủ say. Mặt độc không thể bắt được liên lạc, nhưng hôm nay vương chủ đại nhân nói sơ thiên đại cấm có tin tức. Chẳng phải là nói chí tôn đã thất tỉnh, đại cấm bị phá rồi ư. Nếu như vậy, thời điểm mặt tộc nhất thống chư thiên chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngay cả Manaya cũng bị cuồn cuồng kích động phấn chấn bao phủ, nhìn không được mà muốn lệ nóng doanh trọng. Vương chủ khoát tay nói. Không phải như các người nghĩ, sơ thiên đại cấm vẫn còn, chí tôn cũng đang còn ngủ say. Các vực chủ giống như bị dội cho một chậu nước lạnh Manaya khó hiểu nói. Nếu như vậy, tin tức sao truyền về được? Vương chủ nói. Việc này ta cũng không có hiểu, mà lại bởi vì sơ thiên đại cấm vẫn có ngăn cách. Tin tức truyền đến không rõ ràng, chỉ biết nhân tộc còn có cường giả nắm trong tay sơ thiên đại cấm, trước đây là bị mở ra một lỗ hổng. Có người khống chế đại cấm sơ thiên. Không phải Thương đã chết rồi sao, sao còn có người có thể khống chế Sơ Thiên Đại Cấm, người kia là ai? Một đám vực chủ ồn ào, bọn hắn đều là vực chủ tiên thiên, đều xuất thân từ nội bộ Sơ Thiên Đại Cấm, tất nhiên hiểu rất rõ đối với tình huống nơi đó, biết năm xưa Sơ Thiên Đại Cấm do Thương khống chế, mà Thương là cường giả cuối cùng của nhân tộc có thể khống chế Sơ Thiên Đại Cấm. Lão giả này sau khi chết, theo lý mà nói, nhân tộc không ai có thể khống chế đại cấm mới đúng. Nhưng bây giờ, vương chủ đại nhân lại nói còn có người đang khống chế đại cấm sơ thiên. Nếu không phải tin tức này là từ trong đại cấm truyền đến, vậy thật sự quá là khó tin. Các vượt chủ quan tâm vấn đề kẻ khống chế đại cấm. Manaya lại nghe ra tin tức khác, trầm ngâm trong chốc lát. Vương chủ đại nhân, đại cấm bị mở ra lỗ hỏng, cụ thể là bao lâu? từ hơn 100 năm trước. Vương chủ trả lời. Kỳ thật, từ khi lộ hổng mở ra, mặt tộc trong sơ thiên đại cấm đã bắt đầu thử liên hệ mặt xào với mặt tộc bên ngoài. Chỉ bởi vì sơ thiên đại cấm ngăn cách mãi không thể nào thành công, đến gần đây mới miễn cưỡng truyền ra tin tức. Hơn 100 năm trước, Manaya nhíu mày, dương mắt nói. Đại nhân, Năm đó Dương Khai kia dẫn mấy trăm bác phẩm đi qua bất hồi quan Là chuyện hơn 100 năm trước Tính toán thời gian Người đang khống chế đại cấm sơ thiên Liệu có phải là Dương Khai kia không? Đây không phải là đoán lung tung Chỉ là trong toàn nhân tộc Dương Khai thường thường có thể làm ra chuyện thường nhân không thể làm Nếu thật là hắn khống chế đại cấm sơ thiên Mà sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào Vương chủ đại nhân lắc đầu nói cũng không phải là Dương Khai Mặc dù tin tức truyền đến không được hoàn thiện Nhưng ta cẩn thận hỏi thăm qua Nhân tộc đang khống chế đại cấm Bộ dáng không tương tự như Dương Khai Mà là một người chúng ta không biết Manaya không nghi ngờ Chỉ cảm khai nói Nhân tộc còn có nội tình như vậy sao? Vốn cho rằng sau khi thương chết Đại cấm sơ thiên triệt để Không ai có thể khống chế Điều này đối với mặt tộc là chuyện tốt. Chỉ đợi chí tôn tỉnh, một đại cấm không ai khống chế, tùy tiện có thể phá. Còn có người khác tòa trấn, chi huy đại cấm sơ thiên, là chí tôn cũng khó có thể khinh thị. Nếu không, cũng không trở thành bị nhốt nhiều năm như thế. Manaya lại nói, Thế nhưng mà nhân tộc đã có nhân tuyển khống chế đại cấm sơ thiên, vì sao lại chủ động mở ra một lỗ hổng? Vương chủ nói, tộc nhân trong đại cấm có thể phát giác. Thực lực người khống chế kia yếu nhược hơn thương rất là nhiều. Hắn chủ động mở ra lỗ hổng là muốn làm dịu áp lực. Mà nhân tộc đã sớm có kế hoạch tốt. Dương Khai kia dẫn theo mấy trăm bác phẩm đến, chính là đến sơ thiên đại cấm. Hiện nay đang có một đại quân tinh nhuệ còn có thánh long phục quản ám sát tộc nhân từ trong đại cấm lao ra, đã đại chiến trăm năm. Manaya giật mình nhân tộc thật là đáng hận, thề diệt nhân tộc. Các vực chủ nghe nói sơ thiên đại cấm có tộc nhân đang không ngừng bị giết, liền lập tức kêu la. Càng có vực chủ xông ra hành lễ nói, vương chủ đại nhân, thuộc hạ xin lĩnh một chi đại quân tiến về đại cấm sơ thiên, nội ứng ngoại hợp cùng với tộc nhân đánh tan những nhân tộc này. Không được, Manaya lập tức ngăn. Bực chủ kia mặc dù khiếp sợ uy thế của ngụy vương chủ Manaya nhưng mà vẫn phải hỏi. Có gì mà không được? Manaya đáp. Năm đó, Dương Kha mang theo tới 400 bát phẩm. Đó vẻn vẹn chỉ là số lượng mà chúng ta có thể nhìn thấy. Ngày đó tuy có ngờ vực vô căn cứ là không thể khẳng định bây giờ đã có tin tức, đã có thể xác định 400 bát phẩm không phải là toàn bộ. Trong tiểu càng khôn của bọn chúng còn có càng nhiều nhân tộc cho nên mới có thể tổ kiến thành một chi đại quân. Một chi đại quân như vậy, hẳn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực không tầm thường, đừng nói chi là còn có một thánh lòng. Muốn đối kháng đại quân này, tộc ta tuyệt không thể nào xuất động ít cường giả, nếu không chính là đi chịu chết. Nhưng nếu điều qua quá nhiều cường giả đến đại cấm sơ thiên, thế cuộc các nơi của chiến trường phải làm sao? Tất sẽ bị nhân tộc tìm cơ hội nhất cử công phá. Nói tới đây Manaya nhìn về vương chủ Đại nhân có biết Đại quân đó có bao nhiêu người không Chương 5684 Vương chủ nói Không hơn vạn Số lượng không quá nhiều Nhưng thực lực mỗi người đều không yếu Nhất là 400 bác phẩm Không thể nào khinh thị Mà khác Bọn họ dường như còn có loại bí bảo cỡ quan ải quan ải Manaya câu mày Một đám vực chủ cũng sợ hãi Năm đó vì đánh hạ từng tòa quan ải Mặt tộc hy sinh khó có thể tưởng Ngày đó nếu không có hai cự thần linh Chỉ bằng vào lực lượng bản thân của mặt tộc Chỉ có mơ mới đánh hạ được bất hồi quan Bây giờ sơ thiên đại cấm Có nhân tộc tinh nhuệ đóng giữ Lại có một quan ải tương trợ Trách không được Có lực lượng mở ra lỗ hổng sơ thiên đại cấm Để làm dịu áp lực Manaya nhịn không được thở dài. Nhân tộc còn rất là cường đại à. Chỉ từ việc nhân tộc điều nhiều tinh nhuệ như vậy đến đại cấm sơ thiên, mà thế cuộc các nơi chiến trường không có nội điểm ảnh hưởng là có thể nhìn ra. Bây giờ nhân tộc đã không phải là nhân tộc của ba ngàn năm trước. Sau trận chiến không chi vực, nhân tộc suy tàn cực điểm, khắp nơi đều là bị động phòng thủ. Huyền Minh Vực còn suýt nữa bị mặt tộc công chiếm nếu không có Vuông khai như thần binh từ trên trời rơi xuống, bây giờ huyền minh vực sớm đã rơi vào trong tay của mặt độc. Phải rồi, là Vuông khai. Từ khi dương khai hiện thân tại huyền minh vực, khốn cảnh nhân tộc nghịch chuyển, tên này làm được thế nào? Nghĩ lại, Manaya phát hiện Vuông khai kỳ thật không làm gì quá nhiều. Số lượng vật chủ tiên thiên chết trên tay hắn cố nhiên không ít, nhưng không tới mức ảnh hưởng đến thực lực của hai tộc. Hắn dù có lợi hại ra sao cũng chỉ là một người mà thôi. Chỗ căn nguyên chân chính là nghị hòa giữa hai tộc. Có hiệp nghị ước thúc, bọn hậu bối nhân tộc có không gian lịch luyện tương đối an toàn. Mấu chốt hơn là nhân tộc có tình giới, có vạn yêu giới, hai cái nôi của khai thiên cảnh. Tần tầng lớp lớp hậu bối anh tài, hoàn cảnh tu hành tương đối an ổn, cả hai kết hợp mấy ngàn năm diễn biến mới tạo ra nội tình cường đại như ngày nay. Chỉ tiết ngày đó uy danh của Dương Khai như mặt trời ban trưa. Một đám vực chủ tiên thiên bị hăng giết cho sợ, nghe đã biến sắc. Dương Khai đề nghị nghị hòa, ai dám cự tuyệt, ai có thể cự tuyệt. Chỉ từ thế cục ngày hôm nay mà xem, đây là Dương Mưu. Nhưng chưa nói, ngay lúc đó, mặt tộc không ai có thể nhìn thấu chính là nhìn thấu cũng chỉ có thể tiếp nhận. Manaya phát hiện nguyên nhân chính là như vậy. Kiên kỵ đối với Dung Khai càng thấu triệt đến sâu trong linh hồn. Người này không chỉ có thực lực cường đại, ánh mắt nhìn cũng rất xa, đây mới là mối họa lớn. Kỳ thật, mặt tộc không phải không nghĩ tới phải giải quyết vấn đề này. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là hủy đi tinh giới cùng vạn yêu giới, đây mới là căn nguyên nội tình của nhân tộc chỉ là hai càng khôn mà thôi chỉ cần cho mặt tộc tìm được cơ hội tùy tiện tìm một vật chủ hoặc là thất bát phẩm mặc đồ cũng có thể làm được nhưng mà mặt tộc căn bản tìm không thấy cơ hội tất cả tướng sĩ nhân tộc từ tiền tuyến rút về đều phải đến trải qua đại trận tình hóa chi quan thật có mặc đồ cũng sẽ bị tình hóa xua tan thể nội mặt chi lực Tình giới cùng vạn yêu giới càng là quanh năm có đại đế bản giới tỏa trấn. Thanh năm của vương chủ ung dung truyền đến để Manaya hoàng hồn. Bản vương chủ đã từng hỏi thăm có cần trợ giúp hay không. Tộc nhân lại nói không nên đánh rắn động cỏ. Bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp tự phá giải ra một ám đạo. Nếu thành công, tộc nhân trong đại cấm có thể tự trùng sát ra ngoài. Manaya nghe tinh thần phấn chấn. Có thể làm được sao? Sơ thiên đại cấm có bao nhiêu kiên cố hắn hiểu rất rõ. Năm đó hắn cũng sống trong nội bộ của sơ thiên đại cấm. Vô số cường giả liên tục trùng kích, nhưng mà vô luận cố gắng bao nhiêu năm đều không thấy khởi sắc. Vương chủ nói, nếu bọn họ nói vậy, vậy hẳn là có manh mối. Bây giờ dù không biết cường giả khống chế đại cấm là ai, nhưng thực lực hắn kém xa thường Đội trưởng khống cũng không bằng năm xưa, huống chi, hắn chủ động mở ra một lỗ hổng, cũng có ảnh hưởng nhất định đối với tính hoàn chỉnh của đại cấm. Tộc nhân hắn có thể tìm được cơ hội. Manaya gật đầu, ngẫm lại vật cổ xưa như đại cấm sơ thiên, vận chuyển nhiều vạn năm như vậy. Hiện tại, cường giả nhân tộc kia còn không phải lão quái vật như thường. Chỉ cần ra chút sơ xuất, tộc nhân trong đại cấm sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Hôm nay, Vương chủ triệu tập vô số cường giả như trướng, chính là muốn chia sẻ tin vui này. Hắn cũng không lo lắng có vượt chủ để lộ ra bí mật. Mặt tộc trời sinh đối lập với nhân tộc, nhân tộc bị mặt hóa sẽ để lộ bí mật cho mặt tộc, mặt tộc lại tuyệt không có khả năng tiết lộ bí mật cho nhân tộc. Chốc lát sau, vương chủ rời đi. Một đám cường giả mặt tộc rất nhanh tán đi. Manaya đi ra ngoài, vừa nhíu mày trầm tư không phải về ai khác mà chính là Dương Khai. Hơn 100 năm trước, Dương Khai dẫn theo một đám bát phẩm đi qua bất hồi quan, vào chỗ sâu trong mặt chi chiến trường. Những năm gần đây, một mực bạc vô âm tín, không biết đi đâu hay đang làm gì. Nếu là bát phẩm nhân tộc bình thường, Manaya đương nhiên sẽ không có để tâm. Nhưng Dương Khai thì khác, Giao hỏa này từng giết qua Ngụy Vương Chủ, đủ khiến cho Manaya coi trọng Suy nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối. Người này hành tung một mực như là xuất quỷ nhập thần. Ngay cả nhân tộc đều khó có thể nắm bắt. Lại nhớ tới gia hỏa này, đời này vô vọng cử phẩm khai thiên. Manaya hơi có chút vui mừng. Nếu như gia hỏa này thật sự có cơ hội tấn thăng cử phẩm thì còn đi đến đâu? Manaya đại nhân Một vực chủ tiến lên. Manaya quay đầu là một vực chủ dưới trướng mình, phụ trách công việc vật tư. Có chuyện gì? Vực chủ kia đáp. Đại nhân à, gần đây có vài đội ngũ vận chuyển vật tư, chậm chạp chưa về. Chuyện này không lớn, có điều từ khi Manaya phụng mệnh vương chủ tổng quản mọi công việc lớn nhỏ. Trên cơ bản, mọi chuyện sẽ được thông qua hắn xử lý. Các vực chủ đã quen tác phong cẩn thận của hắn cho nên không quản chuyện lớn nhỏ đều sẽ tới đây xin chỉ thị. Quá hạn bao lâu rồi? Manaya hơi nhướng mày, mơ hồ cảm thấy không đơn giản. Đội ngũ sớm nhất trở về từ một tháng trước, gần nhất là năm ngày trước. Người có từng phái người tìm hiểu chưa? Đã đi tìm hiểu, chắc hẳn chẳng mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Tới lúc đó thì báo cho ta. Manaya dặn dò. Lại mấy ngày sau, lãnh chú phụ trách tìm hiểu tình báo truyền về tin tức. Vài đội ngũ phụ trách vận chuyển lẽ ra phải quay trở về bất hồi quan, nhưng lại mất tích nửa đường. Tin tức truyền đến Manaya, hắn lập tức ý thức được vấn đề. Đội ngũ vận chuyển vật tư không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Bây giờ nhân tộc có lực lượng vào, toàn bộ mặt chi chiến trường đều là hậu phương của mặt tộc. Những năm gần đây, mặt tộc tại mặt chi chiến trường không ngừng khai thác tài nguyên, chuyển vận đến tiền tuyến chưa hề có sơ xuất nhưng lần này có đội ngũ vận chuyển vật liệu bị mất tích. Đây là do người làm A. À? Thứ nổi lên đầu tiên trong đầu Manaya là thân ảnh của Dương Khai. Cũng chỉ có gia hỏa này mới có năng lực như thế. Liên tưởng đến hơn trăm năm trước, hắn xâm nhập mặt chi chiến trường, đến nay chưa từng hiện thân. Gần như có thể khẳng định, Dương Khai đang ở gần bất hồi quan, nhìn chăm chăm đội ngũ vận chuyển vật tư, tùy thời ra tay. Dương Khai này sao mà đáng hận, Manaya liền lấy ra một viên liên lạc châu thận niệm phun trào. Liên lạc châu này lần trước Dương Khai lưu cho hắn, dùng để giao phó một nhóm vật tư kia. Quỷ thần suy khiến thế nào, Manaya không ném đi. Nghĩ đến ngày sau có lẽ có thể dùng cái này đảo ngược điều tra vị trí của Dương Khai. Không ngờ thật sự có một ngày phát huy tác dụng. Chốc lát, liên lạc châu trong tay khẽ rung, Manaya rung tay. Dương Khai thật sự ở gần bất hồi quan đồng tỉnh liên lạc châu như này không thể nghi ngờ là đưa tin thành công. Ngoài bất hồi quan trăm vạn dặm, trên một khối phù lục, Dương Khai ẩn nặc thân hình, thần niệm giám sát tứ vương. Thần niệm hắn cực kỳ cường đại, thân ở vị trí này gần như có thể giám thị tất cả đội ngũ vận chuyển vật tư. Hơn một tháng này hắn cướp bóc bốn đội ngũ, thu hoạch không có tệ. Mà lại hắn không phải là cướp sạch, mà có chỗ lựa chọn. Có hai đội ngũ bị hắn tẩy sạch, thả hai chi trở về. Dù sao, làm là mua bán không có vốn, không thể nào quá phận. Mua bán này cần làm lâu dài, đều tất cả đội ngũ bị cướp sạch, mặt tộc đại khái sẽ thẹn qua hóa giận. Dương Khai bỗng có cảm giác, lấy ra liên lạc châu, ngay sau đó thầm khen. Mandaya này thật là nhanh nhẹn, nhanh vậy đã kịp phản ứng. Hắn biết hành vi của mình là không thể gạt được Manaya, cho nên cô ý mang theo liên lạc châu. Chỉ là không ngờ Manaya phản ứng nhanh như thế. Tin tức truyền đến rất đơn giản chỉ có một câu mà thôi. Dương Khai Đại Nhân có thể gặp nhau hay không? Rõ ràng hắn đã chắc chắn chuyện đội ngũ vận chuyển vật tư mất tích là có quan hệ với Dương Khai. Trường 5685 trên phụ lục thấy Manaya đưa tin Dương Khai hơi trầm ngâm Vốn không định để ý Nhưng Thị Mỹ ngẫm lại Lén lúc như vậy cũng vô nghĩa Còn không bằng nói trắng ra Thần niệm khởi động Truyền lại một đạo tin tức Cùng lúc này bên trong bước hồi quang Liên lạc châu trong tay Manaya Một lần nữa rung rẩy Hắn bận bịu điều tra sau một khắc Lửa giận vô biên cuồn cuộn lên Sắp tức tới bể phổi Tin tức đơn giản sáng tỏ Chỉ có hai chữ năm thành. Mặc dù không đầu không đuôi, Manaya lại hiểu ngay. Tên này rõ ràng muốn một nửa vật tư mà mặt tộc khai thác, khẩu vị lớn đến quá phận. Vật tư là mặt tộc khai thác, là phải vận chuyển đến tiền tuyến, lấy ra đối phó nhân tộc. Nhân tộc không ra chút khí lực, vậy mà muốn lấy đi một nửa. Hướng chi, nhân tộc mà cầm được những vật tư này, thực lực tăng lên tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với mặt tộc. Chuyện ngu ngốc như vậy, Manaya sao có thể đồng ý? Nếu thật sự đáp ứng, hắn sẽ là tội nhân của mặt tộc. Tiếp xúc với Dương Khai càng nhiều, Manaya càng cảm thấy tên này khó chơi. Lại thêm đánh giá mới đối với Dương Khai. Người này không có liêm sĩ, yêu cầu vô căn cứ như vậy đều có thể nói ra, thật là không biết xấu hổ đè xuống lửa giận trong lòng, Manaya một bên đưa tin cho vật chủ phụ trách công việc vật tư, một bên ghi tin tức vào liên lạc châu, giả bộ hồ đồ. Đại nhân, có ý gì? Còn xin nói rõ. Liên lạc châu rất nhanh rung, chỉ có hai chữ, hà hà. Manaya trợn mắt, trong đầu không hiểu hiện ra vẻ mặt làm cho người ta chán ghét. Lửa giận vừa được đè xuống lại xông lên đỉnh đầu. Manaya đại nhân, vượt chủ được truyền triệu rất nhanh chạy đến. Trong một tháng này, đội ngũ quá hạn chưa về có mấy chi? Dạ năm chi. Trở về thì sao? Cũng là năm chi. Mất tích năm chi, trở về năm chi, đây chính là một nửa, ý tứ đã rất rõ ràng. Không cần mặt tộc đồng ý, hắn nói lấy một nửa tất nhiên sẽ lấy một nửa. Thậm chí nếu như Dương Khai muốn, hắn lấy sạch luôn cũng được. Đúng là khinh người quá đáng Đối mặt kẻ khó giải quyết như vậy Manaya xưa nay có thể nhịn được Thì nhịn tuyệt không có chính diện chống lại Chỉ vì Manaya rất rõ ràng Mặt tộc không làm gì được Dương Khai Luận về thực lực Vô luận là hắn hay là vương chủ đại nhân Đều cường đại so với Dương Khai Một chọi một Bọn hắn có thể ổn áp Dương Khai Nhưng mà không thể chém giết Dương Khai Đối địch cũng không có chút ý nghĩa nào Lần kia tại Thánh Linh Tổ Địa là một cơ hội trời ban. Tử môn bác cung tu di trận phong tỏa càng khôn. Chỗ dựa lớn nhất của Dương Khai không có đất dụng võ. Đó là lần mặt tộc gần với khoảng cách đánh chết Dương Khai nhất. Chỉ tiết, địch ô làm hỏng chuyện. Chẳng những là để cho mặt tộc tổn thất không ít bực chủ tiên thiên, thiền, mà chính tính mạng của hắn cũng mất. Không gian chi đạo đây tuyệt đối là một đại đạo làm cho mặt tộc đau đầu nhất. Mà mặt tộc bên này ngoài hắn ra cùng vương chủ đại nhân, thì cường giả khác không có ai là đối thủ của Dương Khai. 300 năm trước, Dương Khai chém giết vực chủ như giết gà thịt chó. Bất quá lúc kia, hắn cần vận dụng một loại bí thuật thần hồn quỷ dị. 3.000 năm qua đi, thực lực của Dương Khai so với năm xưa đã cường đại hơn rất nhiều tiên thiên vực chủ trước mặt hắn đã có chút không quá đủ nhìn. Mặc dù là kết thành trận thế cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Đối mặt với người khó giải quyết như thế, Manaya sao có thể không cẩn thận từng ly từng tí. Năm đó sợ dĩ cùng nhân tộc nghị hòa cũng là cân nhắc đến điểm này. Tại thế cục khi ấy, thực lực cá nhân của Dương Khai đã là cơn ác mộng mà mặt tộc không cách nào ngăn chặn nếu như thế chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tương lai. Một ngày kia, mặt tộc bên này sinh ra đại lượng vương chủ. Dương Khai có thể phát huy ra tác dụng sẽ giảm xuống. Những năm gần đây, Dương Khai hối hả ngược xuôi hành tung quỷ bí. Toàn tính đều là vì đại sự. Mà tuyệt đối không có ngờ. Tên này sẽ có một ngày ngăn ở bên ngoài bất hồi quan, động thủ cướp bóc vật tư của mặt tộc. Mặc dù phẫn nộ, nổi nóng, Manaya lại bình tĩnh, thấy được tin tức càng sâu hơn. Vật tư nhân tộc đã bắt đầu khan hiếm, đến mức phải khiến cường giả như Dương Khai làm loại chuyện cướp bóc. Cho nên yêu cầu của Dương Khai tuyệt đối không được đáp ứng. Chỉ cần kéo dài thêm thời gian, nhân tộc sẽ ngày càng thiếu thốn. Tới khi đó, cho dù có vô số hậu bối anh tài cũng là vô dụng mà thôi. Tâm niệm nhanh chóng chuyển, Manaya vừa tiếp tục thử liên lạc châu với Dương Khai, đồng thời triệu tập các vượt chủ. Giây lát sau, trên trăm vượt chủ tề tụ trong đại điện. Lần này vương chủ đại nhân không có hiện thân, Manaya đứng phía dưới hài cốt vương tọa. Vương chủ đại nhân mặc dù không có đây, hắn cũng không dám ngồi trên hài cốt vương tọa. Đó là bản tọa của vương chủ đại nhân, một ngụy vương chủ như hắn không có tư cách ngồi nhìn qua một đám vật chủ đang nghi hoặc, Manaya nói một câu, để bọn họ lập tức như chim vỡ tổ. Dương Khai đang ở ngoài bất hồi quan. Có vật chủ lòng đầy căm phẫn kêu la, lĩnh binh vây giết Dương Khai. Cũng có kẻ nhát gan sợ phiền phức, lo lắng. Có người từng xích bị Dương Khai giết mà sắc mặt trắng bệch. Manaya trông thấy hết. Hắn tiếp tục nói. Nhân tộc thiếu thốn vật tư, Bây giờ Dương Khai cướp bóc đội ngũ vận chuyển vật tư của mặt tộc ta. Vì mới phát sinh nên tổn thất còn nhỏ. Nhưng nếu không sớm ngày giải quyết việc này, về lâu về dài, vật tư chúng ta lấy được, sợ rằng sẽ chỉ còn một nửa. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đại kế nhất thống chư thiền. Các vật chủ đang ồn ào lập tức an tĩnh. Có vật chủ thể phách hùng vĩ ôm quyền nói. Việc này nên giải quyết ra sao Còn xin Manaya đại nhân bảo cho biết Manaya nói Chuyện vật tư Vô luận đối với mặt tộc hay là nhân tộc Đều là căn bản tự cường Chúng ta bị cướp Bản thân tổn thất chỉ là thứ yếu Giúp cho nhân tộc cường đại lên Mới là vấn đề không thể nào tiếp nhận được Ta cần chưa vị do xét động tĩnh Của Dương Khai Mặt khác hộ tống những đội ngũ vận chuyển vật tư trở về Vật chủ kia nói nếu như vậy, buộc phải kết trận hành động rồi. Đối mặt với sát tinh là Dương Khai, không kết trận chẳng khác nào đi chịu chết. Cũng may những năm gần đây, các vực chủ không có nhàn rỗi đều siêng năng luyện tập các loại trận thế. Nhắc tới cũng buồn cười. Những vực chủ tiên thiên bọn hắn từng người vô cùng cường đại, đối mặt bất kỳ bác phẩm nào đều không có sợ. Là chỉ bởi vì sự tồn tại của Dương Khai, tất cả lại phải luyện tập trận thế chỉ để tự vệ, đây đúng là một sỉ nhục. Manaya gật đầu. Không sai, chính là muốn chư vị kết trận hành động mà đối mặt với Dương Khai. Tứ tượng trần thế là yêu cầu cơ bản nhất. Vật chủ có thể kết thành tứ tượng trần thế trở lên mới có thể chấp hành nhiệm vụ lần này. Làm không được thì đừng có ra ngoài. Trần thế không phải tùy tiện ai cũng có thể kết thành tiểu độ nhân tộc có thể là do mọi người thân ở hoàn cảnh khác biệt, nhân tộc đang suy thoái, mặt tộc xâm lấn ức hiếp đã làm cho tất cả mọi người đồng lòng. Các thành viên trong một tiểu đội ngày thường sống chung, chiến đấu chung, quen thuộc lẫn nhau. Cho nên vô luận tại khi nào, trường hợp nào đều có thể nhẹ nhàng kết thành trận thế. Đó là sự tín nhiệm. Nhưng mà mặt tộc thì khác. Nhất là những tiên thiên vực chủ. Mỗi người đều có chủ kiến riêng, muốn bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, vì thủ hộ đối phương mà đặt thân vào hiểm địa. Phần lớn các vật chủ đều không nguyện ý. Đối mặt nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của đại đa số sinh linh là tự vệ, điểm này không có gì đáng trách. Thời điểm kết trận khi tức tương liên, tất cả sinh linh kết thành một chỉnh thể. Một khi ai đó có tâm tư tự vệ, trận thế sẽ tự sụp đổ. Những vật chủ này phần lớn đều chỉ có thể kết thành tướng tượng trần thế. Số ít có thể kết thành ngũ hành trần thế, lục hợp thì chịu, không có làm nổi. Không chỉ vật chủ mà chính là nhân tộc, thực lực đến bác phẩm muốn kết thành lục hợp trần thế cũng không dễ dàng. Manaya ra lệnh một tiếng có số ít vật chủ thả lỏng. Bọn hắn chính là không thể kết thành trận thế, không ngờ bởi vậy mà tránh khỏi một trận tai kiếp. Manaya tiếp tục bố trí tất cả vật chủ có thể kết trận được chia làm hai nhóm, một nhóm phụ trách tìm kiếm Dương Khai, một nhóm phụ trách bảo hộ những đội ngũ khai thác vật tư trở về. Ngay sau đó hắn lại nói nhiệm vụ lần này không lấy việc giết Dương Khai là mục tiêu, nếu gặp Dương Khai tự vệ làm chủ. Nói cho hết lời, nội tâm hắn trào lên bi thương. Đối mặt Dương Khai, hắn lại phải bất giác đã bỏ đi suy nghĩ giết. Bây giờ chỉ mong những hậu thiên vực chủ kia sớm ngày trưởng thành. Chỉ cần số lượng vương chủ đạt tới trình độ nhất định, Dương Khai sẽ không còn đủ uy hiếp. Chúng vực chủ lĩnh mệnh rất nhanh tán đi. Dựa theo Manaya phân công, bọn hắn không dám có bất kỳ chủ quan nào. Ra khỏi bất hồi quan, lập tức kết thành từng tướng tượng ngũ hành trận thế. Trong đại điện, Manaya nhìn hơn 10 vật chủ ở lại, nhíu mày, phất tay nói. Các người cũng phải cảnh giác, đề phòng dương khai kia đến đây đánh lén. Tuần lệnh, các vật chủ lĩnh mệnh rời đi. Trường 5686 Ra khỏi đại điện, Manaya đi đến một tòa vương cấp mặt xào. Đó là mặt xào của vương chủ đại nhân, từ khi Manaya tấn thăng ngụy vương chủ, đại cục bất hồi quan thậm chí mặt tộc, hắn đều giao cho Manaya xử lý. Bản thân thì quanh năm ở trong mặt xào. Cũng chính là mấy ngày trước đây, bỗng đạt được tin tức từ sơ thiên đại cấm, hắn mới đi ra khỏi mặt xào tuyên cáo tin vui. Đứng trước mặt xào, Manaya thầm thở dài. Dù đã an bài nhân thủ ra ngoài tìm kiếm Dương Khai, bảo hộ đội ngũ vận chuyển vật tư, nhưng địch nhân là Dương Khai vô luận an bài kim đáo cỡ nào đều không có đủ. Trước mặt các vực chủ, Manaya biểu hiện ra một bộ, vô luận như nào cũng không được chấp tay nhượng bộ Dương Khai. Nhưng mà trên thực tế, Manaya lại biết, nếu Dương Khai một lòng muốn cướp bóc, xác suất lớn là không thể nào ngăn. Bây giờ mặt tộc nhìn như phồn hoa gấm gáp, kỳ thật liệt hỏa nấu dầu. Nhân tộc đã và đang cường đại lên, cách biệt thực lực giữa hai tộc đang bị sang bằng Manaya sớm đã sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chỉ hy vọng sơ thiên đại cấm có thể mang đến kinh hỷ. Từ trong mặt xào, một nữ lãnh chúa đi ra. Đây là người hầu thiếp thân của vương chủ đại nhân, thi lễ, mở miệng nói. Manaya đại nhân, mời. Manaya gật đầu, theo nàng đi vào trong mặt xào. Không bao lâu, thấy vương chủ đại nhân đang cầu thông ngoại giới. Manaya không quấy rầy mà lặng lặng chờ. Hắn biết Vương chủ đại nhân hẳn là đang câu thông với các tộc nhân trong đại cấm sơ thiên. Qua một lát, vương chủ mới thôi. Manaya nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy hai đầu lông mày của vương chủ đại nhân có sắc thái vui mừng, lập tức minh bạch. Đại cấm sơ thiên có lẽ có thật sự kinh hỷ. Cũng không đi hỏi nhiều, loài chuyện này vương chủ đại nhân muốn nói thì sẽ chủ động nói. Cùng kính thi lễ với vương chủ đại nhân. Vương chủ ngồi xuống một bên rồi mở miệng nói. Có chuyện gì? Manaya bình thường sẽ không đến gặp hắn nếu tới, khẳng định là có chuyện quan trọng rồi. Manaya liền thuật lại chuyện của Dương Khai cướp bóc vật tư, lại nhắc đến yêu cầu của Dương Khai. Vương chủ nghe xong lên cơn thịnh nộ, hảo tâm tình trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn. Làm càng, sao dám đòi hỏi yêu cầu như vậy? Lần trước bởi vì chuyện tổ địa, đã trả cho hắn đại lượng vật tư. Hắn có thể nào còn chưa vừa lòng? Manaya tự nhủ nhân tộc thiêu thốn vật tư, mặt tộc ngược lại vật tư dư giả. Dương Khai đương nhiên là phải tìm mặt tộc để mà đòi rồi. Đợi vương chủ phát tiết xong, Manaya mới nói. Vương chủ đại nhân, thuộc hạ đã mệnh các vật chủ kết trận ra ngoài thăm dò bóng dáng của dương khai kia cũng sai người hội tống đội ngũ vận chuyển vật tư chỉ là kẻ này tinh thông không gian chi đạo mà lại thực lực mạnh mẽ các vật chủ cho dù kết thành trận thế thật gặp được hắn sợ rằng khó là đối thủ người tự mình xuất thủ đi tìm cơ hội mà bắt hắn manaya nói thuộc hạ đã từng có cân nhắc này nhưng nếu thuộc hạ rời bất hội quan có lẽ sẽ bị hắn tìm cơ hội. Nếu hắn xuống tay với mặt sao, thì làm sao bây giờ? Một câu nói làm sắc mặt của vương chủ ông Trầm. Ba ngàn năm trước, có hắn bảo vệ, bất hồi quan còn có thể bình an vô sự. Nhưng từ lần trước, này, nhưng từ lần trước, Dương Khai triển lộ thực lực, vương chủ liền biết, bất hồi quan chỉ dựa vào mỗi mình hắn, thì khó mà bảo hộ được tất cả mặt sao. Trong ba ngàn năm, thực lực của Dương Khai tăng lên rất là khủng khiếp. Manaya nói tiếp. Còn nữa, lần trước, bởi vì chuyện tổ địa, mặt tộc ta tổn thất không có nhỏ. Lần này nếu lại chọc giận hắn sợ rằng khó mà thu tràn. Đến lúc đó không biết phải bồi thường bao nhiêu vật tư. Vương chủ quay mắt đầu, căm tức, nhìn hắn. Mặt tộc ta nhân tài đông đúc, chẳng lẽ thật sự không xử lý được dương khai kia? Manaya lập tức sợ hãi. Thuộc hạ vô năng bầu không khí trong mặt sào nhất thời trở nên ngưng trọng. Manaya đè nén hồ hấp, những người hầu trong mặt sào đều nín thở ngưng thành. Được một lát sau, vương chủ mới nói. Tạo thêm một ngụy vương chủ nữa đi, để ta với hắn cùng thủ hộ bất hồi quan, còn ngươi thì ra mặt đối phó dương khai. Manaya nghe thì giật mình. Lại tạo ra ngụy vương chủ sao? Thế nhưng, vương chủ đại nhân à, số lượng vực chủ tiên thiên của tộc ta sớm đã không thể nào so với khi trước. Nếu lại tạo ra một ngụy vương chủ. Kỳ thật, đây không phải là lần đầu hắn thương nghị chuyện này với vương chủ. Một ngụy vương chủ cần đánh đổi hơn 10 tiên thiên vực chủ dung quy vào một tòa vương cấp mặt sao. Nhưng chỉ cần có thể phát huy ra tác dụng tương ứng thì sẽ làm. Nhưng mà qua mấy ngàn năm chém giết giải dụa, số lượng vực chủ tiên thiên đã giảm mạnh đến số lượng cực kỳ nguy hiểm, đứng từ đại cục mà nhìn hiện giờ ngụy vương chủ không thích hợp để chế tạo ra quá nhiều vô luận là địch ô hay bản thân hắn đều là bởi vì sự tồn tại của dương khai mà được tạo nên không ngờ rằng lần này tiếp tục bởi vì tên sát tin đó vương chủ đại nhân lại sinh ra suy nghĩ muốn tạo thêm ngụy vương chủ yên tâm đi chỉ thêm một tên không có gì đáng ngại vương chủ nhàn nhạt nói manaya sửng sốt ngay sau đó thấy thái độ vương chủ đại nhân không giống như lần tạo ra mình. Là liên tưởng đến đại cấm sơ thiên. Manaya ý thức được gì lúc này lĩnh mệnh. Thuộc hạ đi chuẩn bị. Vương chủ đại nhân hừ nhẹ nói. Đợi ngày ngụy vương chủ mới sinh ra người xuất thủ đi đối phó dương khai. Tận lực chọc tức hắn để cho hắn đến bất hồi quan. Ta và ngụy vương chủ mới chờ đợi hắn ta. Dạ vâng. Manaya mong chờ nếu tính toán của vương chủ đại nhân thành có lẽ thật sự xử lý được dương khai kia. Chốc lát sau, hơn 10 vật chủ lưu thủ bất hồi quan một lần nữa bị triệu tập. Biết được vương chủ đại nhân vậy mà để cho bọn hắn dung quy. Một đám vật chủ tâm tình phức tạp. Ngay vừa rồi thôi, bởi vì không đạt được yêu cầu kết trận, được ở lại bất hồi quan, tránh khỏi kết quả đối đầu trực tiếp cùng với Dương Khai. Ai mà ngờ, Tránh được dương khai, lại không tránh được vương chủ đại nhân. Dung hòa vương chủ đã hạ lệnh, bọn hắn vô lực phản kháng. Dưới sự giám sát của Manaya, nhào nhào đi vào một tòa vương cấp mặt sao, thi triển dung quy chi thuật. Tường đạo khí tức tiên thiên vực chủ biến mất, mặt sao chấn động không ngớt. Mấy ngày sau, đến khi khí tức vực chủ cuối cùng triệt để dung hợp mặt sao, một vị ngụy vương chủ mới ra đời. Mông khuyết. Manaya lưu thủ trong bất hồi quan một tháng để mông khuyết có thể làm quen lực lượng mới. Ngay sau đó tiến vào sâu trong hư không. Trong suốt một tháng, mặt tộc lại tổn thất 7-8 đội ngũ vận chuyển vật tư. Gần như có thể nói là toàn quân bị diệt. Ứng ừ đối của mặt tộc dường như để dung khai triệt để không có kiên kỵ. Trước đó còn thả một nửa đội ngũ trở về, bây giờ lại quét sạch sành xanh, xanh. Mấy ngày sau, sâu trong hư không, Manaya tụ hợp được bốn vực chủ đang duy trì tướng tượng trận thế. Nơi này rõ ràng từng bộc phát một trận đại chiến, chiến đấu bộc phát nhanh, kết thúc cũng nhanh, lưu lại rất nhiều thi thể tướng sĩ mặt tộc. Đó là mặt tộc phụ trách vận chuyển vật tư, bốn vực chủ ngược lại là bình yên vô sự. Thấy Manaya, các vực chủ luôn tinh thần căng thẳng, bây giờ cũng có cơ hội thở ra. Một mực duy trì trận thế tiêu hao rất nhiều thời gian ngắn còn không có gì, các vật chủ có thể chịu đựng được. Nhưng từ khi rời khỏi bất hồi quan, bốn người không dám có nửa điểm thư giãn. Không ai biết tên sát tên kia khi nào sẽ xuất hiện. Nếu không duy trì trận thế, nói không dừng, chết khi nào cũng không hay. Manaya Đại Nhân Bốn vật chủ hổ thẹn hành lễ. Manaya quan sát xung quanh rồi nhíu mày. Hắn không giao thủ cùng các người sao? Nơi này chết rất là nhiều mặt tộc, chỉ có bốn vật chủ toàn thân không có nửa điểm vết thương, rõ ràng không thích hợp. Bốn vật chủ liếc nhau, một người cầm đầu mặt toát mồ hôi nói. Dương khai hắn hành tuân thần bí khó lượng, chúng ta thật sự khó mà nắm chắc. Manaya gật đầu, đây là có thể hiểu. Dương Khai không muốn giao thủ, các vật chủ cũng đành chịu. Vật tư đâu? Sắc mặt vật chủ đáp lời càng xấu hổ, vốn là đặt trên người ta, sau đó bị Dương Khai đoạt đi. Manaya nhíu mày không thôi. Hắn không giao thủ với các người, sao lại mất được? Không gian giới nhỏ như vậy, tùy tiện giấu trong người là được rồi. Trừ phi, Dương Khai đánh cho bọn hắn không có sức hoàn thủ. Nếu không, sao có thể tùy tiện cướp đi? Vực chủ kia rủ đầu nói, là ta giao ra. Manaya -gia co rụt mắt, ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chăm vật chủ kia. Đối phương sợ hãi giải thích. Dương khai kia lấy thần niệm khóa chúng ta, tuyên bố nếu không giao ra vật tư, liều mạng thần hồn bị thương cũng muốn giết chúng ta cho nên... Cho nên, các người giao vật tư ra. già nổi nóng, còn xin đại nhân trách phạt. Bốn vật chủ sợ hãi, nhưng mà bọn hắn cũng hết cách. Không phải bọn hắn nhắc gan, thật sự là bị thần niệm của Dương Khai khóa chặt. Nguy cơ to lớn làm cho bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn chính xác. Trong nháy mắt đó, bọn hắn không hoài nghi chút nào, Dương Khai có năng lực giết bọn hắn. Manaya thở vào một hơi, dù nổi nóng nhưng mà biết, việc này không thể nào trách được các vực chủ. Cho dù ai dưới loại tình huống này cũng không có khả năng không để ý sinh tử. Ngày Dương Khai chém địch ô, giết tám vật chủ, tám vực chủ kia đều là kết thành trận thế ngày đó hắn có thể làm được bây giờ cũng có thể một tứ tượng trận thế không có khả năng ngăn cản dương khai giết chóc chỉ có thể bức bách hắn vận dụng bí thuật thần hồn manaia biết điểm này nhưng bây giờ các vực chủ có thể kết thành trận thế chỉ có trình độ này hắn cũng không thể nào cưỡng cầu quá nhiều mà từ kết quả dưới mắt mà xem dương khai không muốn tùy ý thi triển bí thuật kia hắn đại khái không muốn để cho thần hồn thụ thương, cho nên bức hiếp các vật chủ giao ra vật tư rồi lui đi. Kết thúc tập 1226 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.